sáng ngày 19 tháng 10 năm 2024, Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Duy Ngọc, hiệu trưởng, cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Qua buổi họp mặt, đồng chí Trần Hoàng Nguyên đã phát biểu ôn lại kỷ niệm ngày 20 tháng 10, tặng quà cho quý cô nhân ngày 20 tháng 10, và sau đó là tổ chức các hoạt động trò chơi như đua xe đạp chậm và đạp bóng bóng. Xin mời các bạn cùng theo dõi video. Tên người chấm tên người cá nhất. Ê xe bếp nó thẳng đi. Còn lại, 1, 2, 3, không biết ai vậy sao đây. Ô số 3 về trước, ô số 1 về. Ô số 2. Chúc mừng. Rồi, số 1 được rồi. Chúc mừng. Nhanh lên. Sao mất luôn.
Số 4. Rồi, ô số 4 là số 4 đây là Lộc Trần. Sống rất là tốt. Tết, chúc mừng. Tháng 6 xin mời Hữu Cơ. Ô số 1 Cây Tàng. Xuất phát, ghế này cao cao chống đất, không được cán đặt trên hơi của mình. Và về đất là đánh tính ứng sao, thấy chưa? Nơi số 1 áp hạng đi. Không được cấm cơm. Bóng sao với xe ra mặt xuất phát, mới tính thắng. Mời chúng ta xác định nhé. Rồi. Chị bấm sao, ba chị bấm. Được rồi. Rồi, ngôi số 4. Ngôi số 4 là Lộc Trần. Số 4. Số 4 hay gì xác định. Tính bắn sao. Bắn sao. Hết. Tức cơ. Xác định. Quý vị đang xem ngày hãy cơ nơi xe 123 tháng 6 của trường hợp của Hàn Vĩ Hành. Thế nay là trận chung kết của đến đại. Ngày này chú trọng, ngày này trọng nhất đề ra. Ngày sẽ có 3 là phải đi. Và ngày 3 người, ai là người nhất đi. Ngày xe này, 516 với trận hình nào vậy? Ngày số 2 đi về trước. Chúc mừng tôi đi ngày 3. Chúc mừng tôi ngày 3. Còn ngôi số 1, ngôi số 4, hai người về sắp đặt đây. Sao hồi hốt ra vậy? Hai người này dẫn quá, nó không kiếm nữa. Ngôi số 4. Ngôi số 4. Số 1 hồi 1, coi nhất rồi, nhất rồi. Không biết là quen chưa? Thôi hết cho chúng ta. Chúc mừng số 1, hạng 1. Hello, chúc mừng quý cô, chúc mừng ngày 20 tháng 10 vui vẻ hạnh phúc. Trò chơi đạp bóng bắt đầu. Oh, my God.
hiện nay cô gái là cô gái đang còn hiện nay trong bốn tôi đi đầu hàng đấy xin mời xong à, đi lại
sống.